liên quan đến việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua đã tổ chức cuộc họp báo nhằm biện minh cho việc đưa giàn khoan HD981 hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cùng với việc nhắc lại lập trường về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và cố tình vu cáo đổ lỗi cho Việt Nam là tàu Việt Nam quấy nhiễu tàu Trung Quốc. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Trung Quốc sẽ giải quyết được vấn đề hiện nay thông qua đối thoại. Phía Trung Quốc cố tình vu cáo đổ lỗi cho Việt Nam cũng như nhắc lại lập trường cái gọi là chủ quyền ở Biển Đông. Đây là nội dung chiếm thời lượng lớn của buổi họp báo, nhưng lại không phải là nội dung mà phóng viên báo giới quan tâm. Những vấn đề mà phóng viên quan tâm và đặt câu hỏi nhiều nhất thì phía Trung Quốc lại không thể trả lời hoặc trả lời không thỏa đáng. Cụ thể, phía Trung Quốc không đưa ra được hình ảnh nào làm bằng chứng chứng minh cho chỉ trích của nước này về việc tàu Việt Nam quấy nhiễu tàu Trung Quốc. Mặc dù được các phóng viên hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như đại diện Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc không giải thích được tại sao nước này phải điều đến hơn 80 tàu các loại để hộ tống một giàn khoan, trong khi bình thường chỉ cần 3 đến 4 tàu phục vụ là đủ. Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm muốn giải quyết tình hình hiện nay thông qua đối thoại đàm phán. Kênh trao đổi giữa hai nước là thông suốt. Kể từ khi xảy ra vụ việc đến nay, hai bên đã tiến hành 14 lần trao đổi. Trung Quốc mong muốn cùng phía Việt Nam thông qua trao đổi để giải quyết tình hình hiện nay. Trước câu hỏi, việc lực lượng chức năng của nước này dùng vòi rồng và cho tàu công vụ tấn công tàu Việt Nam có phải là hành vi ức hiếp thô bạo hay không, và Trung Quốc đã điều bao nhiêu tàu đến khu vực giàn khoan HD981, trong đó có bao nhiêu tàu hải quân, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tỏ ra lúng túng, cố tình né tránh câu trả lời.